Rồi chào các anh chị ha. À, tối hôm nay là buổi buổi cuối ha. Buổi cuối cùng mình học buổi 8 rồi đúng không? Rồi, chào chào bạn Xuân Diệu ha. Rồi chào tất cả các anh chị. Như vậy thì tối hôm nay chúng ta sẽ ôn lại và tôi sẽ nói cho các anh chị về cái hướng để chúng ta nộp bài cuối kỳ đúng không? Tại vì giữa kỳ đó thì thôi bây giờ một số anh chị thì tôi kiểm tra thì cũng chưa có làm kịp ha. Để tôi show cái trang quản lý cái trang giáo viên của tôi để cho các anh chị xem. Này thì tôi chưa có tổng kết được tại vì cũng xin lỗi các anh chị là do mình học thêm ngày thứ sáu đó. Cho nên là chúng ta kết thúc hơi sớm ha, chúng ta kết thúc sớm. Như vậy thì tôi thấy trên cái hệ thống LD đó là chúng ta có 20 bạn đã nộp rồi ha. Mình lớp mình tới 33 bạn nè. Như vậy thì tôi lúc đầu tôi để là ngày 28 tháng 11. Như vậy thì thôi chúng ta chốt lại thì thôi bây giờ muộn thì không sao. Như vậy thì đến hết ngày mai ha, tôi sẽ chốt lại. Đến lúc mà cái hệ thống này nó không chấp nhận mà chúng ta nộp bài nữa đó, là hạn chót là ngày 28 đó, trên hệ thống là 28. Thì tới ngày mai tôi sẽ chốt lại và tôi sẽ download hết tất cả các bài của anh chị để xuống tôi đánh giá tôi cho điểm luôn ha. Như vậy thì những anh chị nào mà chúng ta chưa nộp ngày hôm nay đó thì chúng ta còn một ngày nữa là chúng ta nộp là ngày mai. Được không ạ? Rồi, như vậy đi ha, cho nó thống nhất với nha. Rồi, như tiếp theo đó là tôi sẽ ôn tập, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại ha. Thì trong cái nội dung của mình học chúng ta có ba cái sơ đồ chính, đó là sơ đồ UK nè, sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự. Như vậy thì đối với cái bài tập giữa kỳ đó là chúng ta đã làm cái sơ đồ tuần tự và một phần của sơ đồ lớp. Ha. Như vậy thì cái phần cuối kỳ là chúng ta sẽ làm lại cái sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự, được không ạ? Như vậy thì đối với cái bài tập cuối kỳ đó chúng ta không phải làm lại cái sơ đồ UK ha. Đối với cái bài tập cuối kỳ chúng ta không cần phải làm lại cái sơ đồ UK. Như vậy thì cũng giống như là cái bài tập giữa kỳ thì cái bài tập cuối kỳ đó tôi sẽ đưa cái mẫu lên để chúng ta làm cái bài tập cuối kỳ ha. Rồi như vậy thì chút xíu chúng ta nghỉ giải lao đó, thì sau cái thời gian giải lao tôi sẽ đưa cho các anh chị cũng như là tôi hướng dẫn các anh chị cái file mẫu để chúng ta làm cái bài tập cuối kỳ, được không ạ? Rồi thời gian bây giờ đó thì chúng ta sẽ ôn tập lại cái sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự. Rồi. Như vậy thì cái sơ đồ lớp đó thì tôi đối với cái phần bài tập giữa kỳ đó là chúng ta làm cái hệ thống quản lý điểm của trường trung học phổ thông. Như vậy thì tùy vào cái trường trung học phổ thông của các anh chị đề xuất đó, cũng như là chúng ta giới hạn lại trong cái phần phạm vi, cái phần mô tả trong cái phần số 1 trong cuối cái file báo cáo đó, thì chúng ta sẽ dựa vào đó để chúng ta vẽ cái sơ đồ lớp. Như vậy thì mỗi anh chị chúng ta sẽ có cách mô tả khác nhau, cũng như là cái trường trung học phổ thông của mình hồi xưa mình học đó thì nó có cách quản lý khác nhau, thì chúng ta sẽ vẽ cái sơ đồ lớp khác nhau ha. Nhưng chung quy lại đó là chúng ta cũng có một số lớp cơ bản, ví dụ chúng ta có lớp giáo viên nè, chúng ta có lớp môn học nè, chúng ta có lớp học sinh nè, chúng ta có lớp điểm nè, chúng ta có lớp học kỳ năm học, vân vân ha. Như vậy chúng ta cũng có một số lớp chúng ta có chung ha. Như vậy thì cái cách vẽ sơ đồ lớp chúng ta vẽ như thế nào để cho nó hợp lý là được. Rồi, như vậy thì trước khi mà chúng ta vào cái sơ đồ lớp cũng như sơ đồ tuần tự đó thì tôi mở lại cái phần bài tập mà hôm tôi ôn cho các anh chị, tôi hướng dẫn các anh chị đó, thì cũng còn một số các bài tập chúng ta chưa có làm xong. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cố gắng là chúng ta hoàn tất nhiều nhất có thể ha. Thật ra là chúng ta tập trung vô cái cách để chúng ta xây dựng sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự thôi. Rồi, để tôi mở cái bài tập sơ đồ lớp của tôi share cho các anh chị.
Rồi, bây giờ tôi sẽ show cái bài tập này lên ha. Thật ra cái bài tập này tôi cũng đã gửi cho các anh chị rồi. Nhưng mà thôi, hôm nay chúng ta sẽ cố gắng chúng ta hoàn tất lại bài tập số 5. Thì ở cái bài tập số 5 đó, để lập hóa đơn cho một tiệm bán trà sữa, thì bây giờ cái hệ thống của mình có thể là một cái hệ thống bất kỳ ha. Hệ thống quản lý điểm, hệ thống quản lý một cái tiệm trà sữa, hay là hệ thống quản lý một cái cửa hàng, hay là một cái hệ thống mà chúng ta quản lý một cái phòng tập gym, hay là hệ thống quản lý một cái trung tâm gia sư, hay một trung tâm tiếng Anh, vân vân. Như vậy thì bây giờ tất cả các cái hệ thống mà chúng ta quản lý đó, thì chúng ta cần tin học hóa, thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta đọc các cái chức năng của nó, cũng như là các cái mô tả, cũng như các đối tượng có liên quan, để chúng ta vẽ cái sơ đồ lớp. Thì như các anh chị đã biết đó, thì sơ đồ lớp của mình là cái sơ đồ chúng ta mô tả cái cấu trúc tỉnh của dữ liệu, của cơ sở dữ liệu ha. Như vậy thì chúng ta xem, chúng ta xác định xem có những có đối tượng nào chúng ta cần quản lý khi chúng ta vẽ sơ đồ lớp. Rồi, như vậy thì ở đây để lập hóa đơn cho một tiệm bán trà sữa đó, thì nhân viên cần đăng nhập vào. Như vậy thì nhân viên chúng ta có cần quản lý thông tin không? Có, đúng không ạ? Như vậy thì nhân viên nè đăng nhập vào hệ thống. Như vậy thì mình chỉ có một cái hệ thống thôi, cho nên là chúng ta cái gì có một thì chúng ta không cần phải tạo thành lớp. Nên tại vì tạo thành lớp chúng ta chuyển về cơ sở dữ liệu, chúng ta có cái bảng, mà chúng ta chỉ có một dòng dữ liệu thôi thì chúng ta không cần phải tạo cái bảng đó làm gì, đúng không ạ? Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta điền đầy đủ các thông tin của khách. Như vậy thì chúng ta có khách nè, khách đến mua trà sữa đó, thì ở đây chúng ta có họ, tên, địa chỉ và số điện thoại ha. Rồi sau đó nhân viên lần lượt nhập các thông tin về sản phẩm mà khách hàng đã chọn mua. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có sản phẩm, đúng không ạ? Chúng ta có dữ liệu về sản phẩm. Rồi, nhập xong thì nhân viên sẽ tính tiền để chúng ta hiển thị tổng giá trị của hóa đơn. Như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ có hóa đơn, chúng ta mới tính được tổng giá trị, đúng không? Như vậy thì tổng giá trị ở đây chính là gì vậy? Chính là số lượng của sản phẩm nhân cho đơn giá của sản phẩm đó, cộng cho thuế VAT gì đó ha. Ở đây ta không nói, ta ít ra thì mình phải có cái số lượng sản phẩm và đơn giá của sản phẩm để mình mới tính được tổng cái giá trị của hóa đơn ha. Rồi đồng thời thông báo cho khách hàng để chúng ta nhận tiền. Nhưng mà thì sau khi nhận tiền, những cái thao tác này là bên ngoài ha, vật lý ở bên ngoài, thì nhân viên nhập số tiền nhận vào giao diện đang lập hóa đơn, gì đó hệ thống sẽ tự kết xuất ra các hóa đơn, bao gồm tổng tiền tiền khách đưa vào, tiền thừa gì đó. Thì những cái chuyện này chúng ta cũng không cần phải đưa vào dữ liệu làm gì, đúng không? Mình chỉ đưa vào cái dữ liệu của cái giá sản phẩm, là cái số lượng của sản phẩm mà từng người người ta mua thôi. Còn cái chuyện mà tính tổng tiền, tiền thừa, tiền thối gì đó, tiền khách đưa đó, thì cái này chúng ta tính ở ngoài được ha, chứ chúng ta đâu có cần phải lưu vào trong cơ sở dữ liệu làm gì. Rồi, nhân viên giao hóa đơn cho khách xong. Như vậy thì ở đây chúng ta chỉ cần quản lý những cái đối tượng cơ bản này thôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ mở cái Star Gmail ha. Rồi, sẵn đây tôi ôn lại cái cách để chúng ta vẽ cái sơ đồ lớp luôn. Thì thật ra cái sơ đồ lớp nó khó ở chỗ là chúng ta xác định mối liên kết giữa các lớp. À, như vậy thì quản lý tiệm trà sữa, tôi đầu tiên là tôi có nhân viên nè. Được không ạ? Rồi, bây giờ nhân viên thì sẽ lập cái hóa đơn cho khách hàng. Như vậy thì chúng ta sẽ có hóa đơn ha. Rồi chúng ta có khách hàng. Đấy. Rồi. Như vậy thì nhân viên lập hóa đơn cho khách hàng. Như vậy thì trong cái hóa đơn có thông tin của nhân viên không? Có ha. Rồi. Trong cái hóa đơn của khách hàng có không? Cũng có luôn, đúng không? Như vậy thì bây giờ chúng ta xem xét xem ha. Bây giờ một nhân viên thì chúng ta có thể lập không hoặc nhiều hóa đơn, đúng không? Một hóa đơn thì chắc chắn được lập bởi một nhân viên thôi. Một hóa đơn thì được lập cho một khách hàng. Một khách hàng thì có thể lập một, có thể có nhiều hóa đơn ha. Rồi, như vậy thì nhân viên ở đây mình sẽ có là mã nhân viên nè, là để kiểu dữ liệu luôn. Rồi chúng ta có họ tên nè. Rồi chúng ta có địa chỉ nè, chúng ta có số điện thoại gì đó, thì cái đó chúng ta điền thêm vô. Nếu mà chúng ta thích thì chúng ta điền thêm vô, còn thích thì thôi. Rồi khách hàng cũng vậy ha. Khách hàng chắc chắn là chúng ta sẽ có cái ID của khách hàng. Thật ra thì chúng ta cũng chẳng cần phải 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 gán một cái mã khách hàng, tại vì khách hàng người ta đến người ta mua mà mình đâu có biết họ là ai, cho nên mình không có cần phải quản lý số chứng minh nhân dân, hay là mình không cần quản lý email gì của họ đâu ha. Tại vì người khách hàng người ta đến người ta mua, mình hỏi những cái thông tin đó là người ta bỏ, người ta chạy luôn đó, người ta không đến, không có đến cho mình nữa, đúng không? Đấy, ví dụ như khách hàng đến thì mình chỉ hỏi là anh chị họ tên là gì,
cùng lắm bạn vậy thôi, hoặc là mình hỏi thêm cái địa chỉ để mình giao hàng thôi đó. Chứ mình đâu có hỏi thêm được thông tin gì nữa, đâu có hỏi ngày sinh của người ta làm gì, cho nên những cái thông tin ngày sinh ví dụ như email gì đó mình không cần ha. Đấy. Rồi cái ID này đó là cái mà chúng ta sinh ra tự động, ví dụ như mã khách hàng của mình là 0001 chẳng hạn, rồi khách hàng tiếp theo là sẽ là 0002, mình sẽ tự đánh số cái khách hàng của mình, đó là cái mã tự tăng lên đó. Tại vì trong cơ sở dữ liệu của mình nó phải có cái ID để nó phân biệt giữa khách hàng này với khách hàng kia, đúng không? Rồi tương tự như vậy thì bây giờ mình sẽ có cái hóa đơn nè, trong cái hóa đơn nữa thì mình sẽ có cái số hóa đơn, đúng không? Rồi tiếp theo là mình sẽ có cái ngày lập hóa đơn đó, rồi chỉ có bao nhiêu đây thôi, hóa đơn của mình chỉ có số hóa đơn ngày lập thôi, cùng lắm là chúng ta có thêm cái thuế VAT nữa ha. Nếu mà có thì chúng ta để thêm thuế VAT là 5% hay là 10% gì đấy. Rồi như vậy thì là hóa đơn của khách hàng. Rồi bây giờ ở đây chúng ta sẽ có cái sản phẩm. Sản phẩm ở đây thì sản phẩm của mình thì cùng lắm là mình cho nó cái loại ha, ví dụ như loại trà sữa rồi hay là loại trà đào hay là loại gì đó ha, loại sâm gì đó. Mình nói mình cái tiệm bán trà sữa của mình thì không nhất thiết là phải chỉ phải có một cái trà sữa không đâu, đúng không? Như vậy thì sản phẩm của mình tổng bắt quá lên, chúng ta sẽ có cái sản phẩm thuộc cái loại gì đó, loại này loại thức uống hay là loại thức ăn vặt hay là loại bánh tráng trộn gì đó mình không biết ha. Như vậy thì ở đây mình chỉ chung quy lại là mình coi nó là sản phẩm. Rồi sản phẩm thì chắc chắn là sẽ thuộc một loại, một loại thì có thể là có không hoặc nhiều sản phẩm, được không? Rồi cái loại của mình đó, ở đây chúng ta sẽ có mã loại nè. Rồi thức uống hay là cái đồ ăn gì đó ha, thì chúng ta để vô gọi chung là cái loại. Rồi sản phẩm của mình ở đây mình tổng quát lên, chúng ta sẽ có cái mã sản phẩm nè. Rồi chúng ta có tên sản phẩm nè. Rồi cùng lắm là chúng ta để thêm cái kích thước vô đây nữa ha. Đó. Ví dụ như mình có ly là size S, size X, size M gì đó. Ha. Cũng giống như quần áo vậy đó. Mình có cái kích thước. Rồi. Bây giờ cái sản phẩm đó. Bây giờ cái hóa đơn là cái mà nằm trong cái thông tin này. Nó sẽ ghi nhận là nhân viên nào lập hóa đơn cho khách hàng nào, đúng không? Bây giờ nè. Trong cái hóa đơn của mình nó có thể là có nhiều sản phẩm. Bây giờ nếu như các anh chị chúng ta kéo như vậy, trong cái hóa đơn thì nó có chứa nhiều sản phẩm, đúng, chuyện này mình nói đúng không sai. Trong cái hóa đơn thì nó có chứa một nhiều sản phẩm, mà một nhiều sản phẩm này ít ra nó cũng phải thuộc vào một trong các hóa đơn ha, một hóa đơn là được rồi. Ví dụ như một cái sản phẩm mình gán cho nó cái mã rồi thì nó phải nằm trong một trong các hóa đơn ha. Rồi nhưng mà bây giờ mình nói là bây giờ người ta mua trà sữa rồi, cái mã trà sữa này thì người này mua được thì người kia cũng mua được, đúng không? Như vậy thì chỗ này phải là nhiều. Đó. Một sản phẩm thì có thể nằm trong nhiều hóa đơn, tức là ví dụ như trà sữa của tôi chỉ gán cái mã là 001 của trà sữa thôi. Ha. Như vậy thì cái ly trà sữa đó tôi có thể bán cho nhiều người, đúng không? Đó là cái mã sản phẩm ha. Đấy. Ví dụ như là cái sản phẩm đó tôi có thể bán cho nhiều người. Được, đúng không? Hoặc là cái sản phẩm nó ế mà không bán nhiều được cho ai hết thì chúng ta sẽ có không nhiều. Rồi bây giờ mình tới cái chuyện là bây giờ tới cái số lượng cái đơn giá này tôi để đâu? Tại vì cái đơn giá là cái đơn giá sản phẩm. Ví dụ như hôm nay tôi bán cái ly trà sữa cũng là cái ly đó, nhưng mà tôi bán là ví dụ như 50 ngàn. Ngày mai giả sử như là người ta ít uống đi ha. Đấy. Cho nên là bây giờ tôi giảm giá xuống. Như vậy thì tôi còn là 45 ngàn. Như vậy thì cũng là cái mã sản phẩm đó, nhưng mà chúng ta có cái đơn giá khác nhau theo từng cái hóa đơn khác nhau, đúng không ạ? Rồi ví dụ như bây giờ tôi trong cái hóa đơn đó khách hàng số 1 mua cái sản phẩm đó là 2 ly trà sữa đi. Rồi, cũng là cái ly trà sữa đó nhưng mà ngày mai khách hàng khác hoặc là hôm nay một cái hóa đơn khác đến mua nó qua 3 ly thì sao? Như vậy thì chúng ta thấy là cái sản phẩm này cái số lượng và cái đơn giá nó phụ thuộc vào cái hóa đơn. Đúng không ạ? Đấy. Do đó thì ở đây chúng ta sẽ có một cái chi tiết của hóa đơn. Tại vì một cái hóa đơn chúng ta có thể có nhiều sản phẩm, đúng không? Đấy. Nhưng mà trong cái chi tiết hóa đơn này chúng ta phải để 2 cái trường hợp, đó là số lượng và đơn giá. Đó. Đấy. À. Số lượng đơn giá là của cái sản phẩm này nó nằm trong cái hóa đơn này. Không có nghĩa là cái sản phẩm nó nằm trong hóa đơn khác thì nó sẽ có cái số lượng đơn giá này như nhau đâu ha, không có.
chúng ta đặc biệt cái số lượng đơn giá này phụ thuộc vào cái mặt hàng đó được bán cho cái hóa đơn nào, thì chúng ta có cái lớp liên kết ở đây. À, đây. Như vậy thì cái lớp liên kết này nó phát sinh ra khi cái sản phẩm chúng ta thêm vô một cái hóa đơn cụ thể nào đó. Rồi, như vậy thì cái lớp này chúng ta gọi là lớp phát sinh ha. Phát sinh ra chi tiết hóa đơn. Hoặc là nếu anh chị để cái chi tiết hóa đơn nó là liên kết nhiều chiều cũng được, nó liên kết giữa hóa đơn với sản phẩm thì cũng không sai ha. Đấy. Rồi, bây giờ ở đây người ta không có nói gì tới cái chuyện vận chuyển hết, người ta chỉ không nói gì tới cái chuyện mà khách hàng có đặt hàng hay không ha, chỉ bán thôi, bán rồi vậy thôi, xuất hóa đơn vậy là xong rồi ha. Cho nên cái sơ đồ lớp của mình nó chỉ đơn giản vậy thôi, nó không có gì phức tạp nữa hết. Rồi. Bây giờ mình xem, bây giờ trong cái đề bài này người ta còn nói cái gì nữa. Ở đây sơ đồ lớp của mình vậy là xong rồi ha. Rồi. Bây giờ để lập một cái hóa đơn đó thì nhân viên cần đăng nhập vào hệ thống, điền đầy đủ các thông tin của khách gì đó, sau đó nhân viên lập lần lượt các thông tin sản phẩm mà khách hàng đã mua, vân vân ha. Như vậy thì bây giờ mình tiến hành mình điền các cái phương thức vào trong các cái lớp này. Bây giờ đầu tiên là nhân viên nè, bây giờ cái đầu tiên, một cái chức năng đầu tiên chắc chắn là tôi phải thêm nhân viên, tại vì không có nhân viên thì làm sao mà người ta lập hóa đơn, đúng không? Như vậy thì chắc chắn là tôi thêm nhân viên rồi đó, tôi lưu nhân viên hay gì đó ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có mã nhân viên nè, họ tên, rồi chúng ta có địa chỉ hay gì đó ha, tức là chúng ta insert vào trong bảng dữ liệu đó, thì chúng ta cần cung cấp những cái thông tin này để chúng ta thêm vào trong cái bảng dữ liệu, đúng không? Rồi, như vậy thì tiếp theo là một nhân viên nào đó để lập hóa đơn đó, thì tôi sẽ lấy thông tin của nhân viên ha, lấy nhân viên hoặc là lấy thông tin của nhân viên hay gì đó ha. Cho tôi một cái mã nhân viên đi, tôi sẽ lấy ra tất cả thông tin của nhân viên đó, là kiểu voi ha, được không? Chúng ta có nhiều cái hàm để chúng ta biểu diễn cho một lớp đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta có thể lấy các cái thông tin, các cái thuộc tính này ra cũng được, đúng không? Ví dụ như bây giờ tôi tìm địa chỉ của một nhân viên, hoặc là tôi tìm họ tên của một nhân viên, đúng không? Hoặc là tôi lấy hết danh sách của tất cả các nhân viên trong một cái bảng dữ liệu ra, tôi select sao Chrome bảng nhân viên thì nó ra hết rồi, đúng không? Hoặc là tôi tìm xem coi nhân viên nào lập cái hóa đơn đó, đúng không? Để tại vì nhân viên nó có nói với hóa đơn nè. Như vậy thì chắc chắn là biết được số hóa đơn thì chúng ta sẽ biết được một nhân viên lập đấy. Cho nên chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta xây dựng một cái phương thức ha. Rồi, bây giờ cái hóa đơn, như vậy thì khi mà người ta lập hóa đơn đó, thì người ta chắc chắn là sẽ có cái thao tác là lập hóa đơn thôi, đúng không? Bây giờ lập hóa đơn thì mình cần gì đây? Mình cần cái mã nhân viên. Tại sao cần cái mã nhân viên? Tại vì rõ ràng là trên sơ đồ lớp của mình á, thì theo quy tắc kéo dữ liệu về, chúng ta thấy cái chỗ này là nhiều, nhiều thì nó kéo ít. Như vậy thì trong cái hóa đơn của mình chắc chắn nó sẽ có cái khóa ngoại là mã nhân viên, và cái khóa ngoại là khách hàng cho biết cái hóa đơn đó là của nhân viên nào, lập cho khách hàng nào, đúng không? Vậy chúng ta có mã khách nè, rồi chúng ta sẽ có số hóa đơn nè. Đấy, chúng ta ngày lập thì chúng ta lấy ngày hiện tại được không? Được ha. Rồi VAT chúng ta có sẵn luôn theo quy định của nhà nước. Bây giờ VAT của mình 8% hay 1% gì đó, 8% đúng không? Đấy. Thì chúng ta sẽ có cái thao tác là lập hóa đơn. Ha. Rồi, tại chắc chắn là chúng ta phải lập hóa đơn thôi. Còn khách hàng cũng vậy ha. Chúng ta cũng phải lưu thêm khách hàng, mà thật ra chúng ta không lưu, chúng ta sell lại đó. Chúng ta sell cái khách hàng lại. Tức là nhập thông tin vô rồi mình sell lại thôi. Tôi đặt ở đây là sell khách hàng ha. Đó. Bây giờ cái ID chắc chắn không cần rồi, tại vì ID biết là ai đâu mà ID, đúng không? ID của mình nó tự tăng đi. Cung cấp cho tôi cái họ tên nè, có thể là cho tôi cái địa chỉ, thì tôi sẽ tạo ra một nhân viên mới bằng cái ID là nó tự tăng ha. Đấy. Tại vì cái này là mình nghĩ ra cái phương thức để chúng ta thực hành, chúng ta thực hiện cái chuyện mà chúng ta lập hóa đơn. Rồi, bây giờ chi tiết đánh giá là chúng ta thêm vào trong cái hóa đơn nữa ha. Sản phẩm thì ở đây chúng ta sẽ lấy danh sản phẩm nè, đúng không? Đấy, rồi lấy danh sản phẩm thì nó lấy hết ra luôn, đúng không? Đấy, hoặc là chúng ta lấy cái bây giờ giả sử như sản phẩm của mình thì mình có lấy danh sách sản phẩm ha, rồi bây giờ mình lấy danh sách sản phẩm theo một cái loại nào đó, ví dụ như cho tôi loại bánh, loại đồ ăn vặt, tôi lấy tất cả các sản phẩm thuộc loại đồ ăn cặp, vân vân ha. Rồi trong cái hóa đơn này mình có thể là mình lập hóa đơn xong rồi mình sẽ thêm vào trong cái hóa đơn, đúng không? Thêm sản phẩm vào trong cái hóa đơn nè, thì rõ ràng đó là chúng ta sẽ thêm vào trong cái mã hóa đơn mà chúng ta cần thêm mã sản phẩm.
và chúng ta có số lượng và chúng ta có đơn giá ha. Đó. Tại sao tôi có cái hàm này? Thật ra cái hàm thêm sản phẩm này chúng ta để vào trong bảng chi tiết hóa đơn cũng được ha. Thật ra chi tiết hóa đơn nó là một cái lớp phát sinh. Như vậy thì theo cái quy tắc kéo dữ liệu đó thì chúng ta sẽ có cái lớp phát sinh, nó sẽ kéo cái số hóa đơn về làm khóa ngoại nè, kéo cái mã sản phẩm về làm khóa ngoại và chúng ta cộng với số lượng đơn giá. Thì rõ ràng ở đây là bốn cái tham số của cái chi tiết hóa đơn đó ha. Đây là hai cái khóa ngoại là mã hóa đơn với mã sản phẩm cộng với số lượng đơn giá của chính nó, thì chúng ta sẽ thêm sản phẩm trong cái hóa đơn này được không? Nhưng mà ở đây tôi không để nó trong cái lớp liên kết mà tôi để nó trong cái lớp lớp chính, cái lớp hóa đơn của mình. Rồi như vậy thì đây là cái sơ đồ lớp, được chưa? Sau khi tôi có cái sơ đồ lớp rồi, tôi sẽ tiến hành là tôi vẽ cái sơ đồ tuần tự cho cái thao tác lập hóa đơn này, đúng không? Bây giờ đây chúng ta add một cái diagram ha, một cái sequence diagram. Rồi trong cái sequence diagram này đó thì chúng ta có cái thao tác là lập hóa đơn ha, lập hóa đơn. Rồi bây giờ để lập hóa đơn đó, đầu tiên là chúng ta sẽ có nhân viên lập. Rồi, bây giờ nhân viên người ta sẽ lập cái hóa đơn. Rồi, như vậy thì nhân viên nó sẽ tương tác với cái phần mềm. Đúng không ạ? Một cái phần mềm, tức là nhân viên tin học hóa mà nhân viên phải có cái máy tính ha, đứng lên trước bấm bấm vào cái máy tính thì đó là cái phần mềm hoặc là cái hệ thống hoặc cái giao diện gì đó ha. Rồi như vậy thì lập cái hóa đơn này cho khách hàng ha, thì khách hàng của mình nó là cái đối tượng nằm phía sau đi ha. Rồi nếu mà các anh chị để khách hàng vô cũng được nữa, như vậy thì khách hàng mình để trước cũng được nữa. Đây, khách hàng của mình là cũng là một cái sinh tiến ha. Rồi rồi bây giờ mình mô tả nè, bây giờ khách hàng yêu cầu nhân viên là ừ anh chị ơi lại tính tiền cho tôi, đúng không? Như vậy thì rõ ràng đây là cái thông điệp khách hàng mà gửi cho nhân viên nè. Rồi, yêu cầu tính tiền ha. Đó. Bây giờ tôi mô tả toàn bộ từ trên xuống dưới cái thao tác của từng người dùng ha. Phần mềm rồi phía sau nó là cái cơ sở dữ liệu. Thật ra cái cơ sở dữ liệu chính là cái lớp của mình ha. Mình lưu xuống. Rồi, bây giờ nhân viên nó sẽ tiến hành là bỏ qua cái thao tác đăng nhập gì đấy ha. Rồi, nhân viên yêu cầu login vào hệ thống đi. Login hệ thống. Rồi sau đó chọn chức năng là login. Rồi sau đó và chọn chức năng lập hóa đơn. Nè, tôi viết tắt ha. Tức là đăng nhập vào thì dĩ nhiên là cũng phải gõ username password vô, rồi chúng ta chọn chức năng là lập hóa đơn để lập hóa đơn cho khách hàng. Rồi, bây giờ yêu cầu là lập hóa đơn thì cái phần mềm nó dĩ nhiên trong cái phần mềm của mình nó có nhiều chức năng lắm ha. Như vậy thì bây giờ mình yêu cầu nó chức năng lập hóa đơn thì nó sẽ tự động nó sẽ mở ra cái giao diện lập hóa đơn. À. Rồi. Giả sử như bây giờ mình tưởng tượng là trên cái giao diện của mình nó có cái gì ha. Rồi, như vậy thì bây giờ muốn nó có cái gì đó, đầu tiên là nhân viên phải chọn những cái sản phẩm có ở trên cái hệ thống của mình, đúng không? Đầu tiên nhân viên đăng nhập vào hệ thống, sau đó chúng ta sẽ điền đầy đủ các thông tin của khách chứ, đúng không? Mở ra cái giao diện lập hóa đơn nè, đây. Rồi. Bây giờ trong lúc mà cái giao diện nó đang mở nè thì cái bạn nhân viên thì chúng ta đứng, giả sử như bây giờ cái mình là nhân viên ha. Mình đứng tại quầy, như khách hàng ở lại yêu cầu mình tính tiền. Rồi mình mở cái phần mềm mình ra thì cái giao diện của mình nó mở ra cái giao diện cho mình nè để mình lập hóa đơn nè. Như vậy thì đầu tiên là mình sẽ hỏi khách hàng là anh chị tên gì, rồi chúng ta mới hỏi được những cái món đồ mà người ta muốn mua, đúng không? Như vậy thì bây giờ nhân viên nè yêu cầu nó hỏi khách hàng là yêu cầu thông tin ha, là hỏi, tôi ghi luôn là hỏi thông tin cá nhân nè, hỏi bây giờ mình nói hỏi tên luôn đi, hỏi tên ha, rồi hỏi địa chỉ nè, hỏi vậy luôn đi ha. Cái này làm trước làm sau cũng được, tức là mình thêm hóa đơn mình làm xong mình hỏi cũng được. Bây giờ tôi hỏi trước đi, anh chị tên gì, anh chị ở đâu ha. Rồi như vậy thì bây giờ cái khách hàng người ta mới reply lại, reply là tên nè, địa chỉ, đúng không? À rồi, đây là địa chỉ của khách hàng nha. Rồi
Như vậy thì có cái thông tin này rồi thì nhân viên mới nhập lên, input lên tên, địa chỉ. Nè, ra nhập vào tên, địa chỉ. Rồi, sau đó thì nhân viên mới hỏi khách hàng là bạn đã chọn những món gì, đúng không? Rồi, như vậy thì cái việc mà người ta chọn đó thì mình có thể chọn trực tiếp ở trên hệ thống luôn, đúng không? Mình chọn trực tiếp trên hệ thống luôn. Hoặc là bây giờ chúng ta sẽ có cái vòng lặp ở đây. Tại vì bây giờ ví dụ như là nhân viên hỏi anh chị chọn ly trà sữa, xong rồi mình mới mở phần mềm lên, mình chọn cái biểu tượng cái ly trà sữa trên màn hình, đúng không? Rồi mình mới nhập số lượng, mình nhập đơn giá vô. Rồi tiếp tục mình hỏi nhân viên, hỏi khách hàng à là chị muốn mua gì nữa hay không, người ta mới nói ra một cái danh sách những cái món đồ mà người ta mua, đúng không? Rồi như vậy thì bây giờ mình cũng không biết là người ta mua bao nhiêu món. Như vậy thì ở đây thôi chúng ta sử dụng một cái comparison ha. Này chúng ta bọc lại. Rồi, bọc lại cái gì đây? Vì vẫn là giao diện lập hóa đơn nha. Rồi, bây giờ trong cái vòng lặp này, tại vì vòng lặp người ta có thể chọn nhiều hơn một món đồ. Tại vì cái việc mà chúng ta chọn món đồ đó là chúng ta nhân viên phải quay qua hỏi khách hàng, sau đó nhân viên mới chọn trên giao diện. Tại chọn trên giao diện nó mới có cái thông tin để chúng ta lập hóa đơn chứ, không chọn trên giao diện làm sao chúng ta lập hóa đơn được. Rồi, ngay chỗ này là chúng ta chọn món ha. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có thêm một cái sinh tuyến nữa, đó là sản phẩm. Rồi, sản phẩm nha. Và chúng ta có cái hóa đơn. Thao tác chủ yếu của mình là lập hóa đơn à, đúng không? Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta xem ha, cái này là cái mà bên trong của mình là mình tự nghĩ nè ha. Là mình gắn với những cái điều kiện ở bên ngoài, ví dụ như giữa khách hàng với nhân viên đối thoại với nhau là chúng ta cần những thông tin gì, chúng ta sẽ lưu xuống cơ sở dữ liệu nè. Bây giờ có tên, có địa chỉ rồi, đúng không? Như vậy thì biết nhân viên nào đang login vào không? Biết. Như vậy thì mình sẽ lập được hóa đơn không? Được. Như vậy thì những hóa đơn của mình chỉ cần là nhân viên nào lập cho khách hàng nào và chúng ta sẽ có cái số hóa đơn là đủ rồi. Như vậy thì bây giờ đã có thông tin của khách hàng nhập vô rồi, có thông tin của nhân viên login vô rồi, mình tạo được hóa đơn không? Được ha. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ có cái thao tác là create message, chúng ta create ngay cái hóa đơn chỗ này. Rồi. Tại vì mình create cái hóa đơn là cái hóa đơn nó xuất hiện chỗ này ha. Rồi, chỗ này là tạo hóa đơn. Tạo HD đi ha. Rồi ok. Rồi, bây giờ chúng ta đã tạo được cái hóa đơn này rồi thì bằng cái thao tác là chúng ta gọi cái thủ tục này ha, lập hóa đơn nè. Đó. Rồi cái số hóa đơn này giả sử như mình tự tăng luôn cũng được ha. Mình tự tăng luôn thì cũng 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 được đi. Đó. Mình gọi cái đối tượng này ha, là lập hóa đơn nè, có mã nhân viên rồi có khách hàng rồi có số hóa đơn để mình tạo cái hóa đơn ha. Thì tôi lưu ý lại cái số hóa đơn này chúng ta có thể là cho nó tự tăng ha, hoặc là nó tự sinh ra tự động HD001, HD002 gì đó. Chứ ai mà ngồi đó rảnh đâu nhân viên biết cái hóa đơn số mấy mà gõ vô. Đúng chưa? Đấy. Rồi, như vậy thì nó tạo ra được cái hóa đơn như này rồi. Thì cái vòng lặp này nè là mình lần lượt mình thêm các cái sản phẩm vào trong cái hóa đơn đó. Rồi, bây giờ chúng ta mới bắt đầu chúng ta chọn món ha. Thì chọn món ở đây chủ yếu là gì? Nhân viên mới hỏi khách hàng là món ha. Món gì? Rồi. Rồi. Như vậy thì khi mà khách hàng chúng ta sẽ trả lời, như vậy thì người ta sẽ reply lại là chị chọn, anh chọn trà sữa hay là anh chọn bánh tráng trộn gì đó ha. Như vậy thì reply là cái món. Rồi. Bây giờ người ta trả lại cái món rồi. Bây giờ cái món đó nhiều khi mình cũng phải kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của mình cái món nó giá bao nhiêu để mình mới lập hóa đơn chứ, đúng không? Đấy. Như vậy thì bây giờ nhân viên nè nó mới chui xuống dưới đây. Nó mới chui xuống sản phẩm nè. Đó. Nó mới tìm cái sản phẩm đó, tìm sản phẩm theo cái món ha, mà người ta gọi bước số 9 nè. Rồi như vậy thì mình quay lại cái sơ đồ lớp của mình, trong cái lớp sản phẩm nè chúng ta sẽ thêm một cái phương thức nữa đó, đó là tìm món hoặc là tìm sản phẩm gì đó ha, theo một cái tiêu chí, ví dụ như theo tên sản phẩm đi, theo tên thì nó trả ra cái sản phẩm đó, ví dụ như nó trả ra cái đối tượng là sản phẩm ha, nó trả ra chính cái đối tượng sản phẩm này luôn. Hoặc là các anh chị để cái voi cũng được nữa ha, hoặc là để ra một cái ID cũng được, nó ra một cái mã sản phẩm ha, là cứu cứu stream.
Nè. Cho một cái tên tôi tìm ra cái loại sản phẩm. Rồi, như vậy thì mình quay qua đây, mình sẽ có cái đối tượng là tìm sản phẩm ha. Như vậy thì cái tên của mình chính là cái món mà người ta trả lời đó. Rồi, như vậy thì sau khi mà tìm sản phẩm đó thì nó sẽ trả ra cho mình một cái ID đúng không? Tôi nhầm một cái các anh chị. Như vậy thì bây giờ ngay chỗ này nè, nhân viên khách hàng trả lời cái món ha. Như vậy thì nhân viên ngay chỗ này nè không có tương tác trực tiếp xuống cơ sở dữ liệu liền, nhân viên mới yêu cầu là tìm món, nhân viên mới yêu cầu là nhập cái món này vô chứ, tìm cái món. Rồi nhân viên mới nhập cái món để tìm cái món ha. Rồi ví dụ nhân viên nhập cái món là ví dụ như trà sữa hay gì đó. Rồi hoặc là ngay chỗ này à, bây giờ để đơn giản các anh chị ha, bây giờ trước khi mà nhân viên hỏi khách hàng cái món gì nè thì bây giờ trên cái giao diện nó có sẵn hết đi. Đây ví dụ như bây giờ trên giao diện nè nó lấy danh sách các món, tôi gọi cái hàm chỗ này đi ha, lấy danh sách sản phẩm, lấy hết luôn, lấy để hiển thị lên trên cái giao diện để khi khách hàng nói cái món nào là nhân viên gõ vô cái món đó, chọn cái món đó liền trên giao diện ha, vậy đi cho nó gọn. Rồi bây giờ ở đây là lấy danh sách các món được không? Rồi như vậy thì bây giờ cái hệ thống của mình nó sẽ trả ra cho mình tất cả các danh sách món luôn, danh sách các sản phẩm. Cái này là lấy danh sách sản phẩm ha, tại vì mình gọi đúng cái hàm mình trên bên sơ đồ lớp. Đây, lấy danh sách sản phẩm. Như vậy thì cái sản phẩm trong cơ sở dữ liệu của mình đó, nó sẽ trả ra cho mình tất cả các sản phẩm. Rồi sau khi nó trả ra tất cả các sản phẩm rồi thì cái giao diện của mình nó sẽ làm cái nhiệm vụ là nó hiển thị danh sách sản phẩm, hiển thị lên hết ha, hiển thị lên hết. Rồi bây giờ mình mới lấy cái vòng lặp nè, tới cái vòng lặp nè ha, thì bỏ bớt đi ha để chúng ta đỡ có rối. Rồi bây giờ nhân viên mới quay qua hỏi anh chị muốn dùng món gì hay là muốn mua món gì đó thì khách hàng sẽ trả lời cái món đó được không? Rồi rồi bây giờ đây là bước số 13 ha, mình trả lời cái món. Rồi bây giờ sau khi có cái món rồi, bây giờ nhân viên chỉ cần việc chọn cái món có trong cái bước số 10 nè, đúng không? Như vậy thì cái thao tác này vẫn là cái thao tác lập hóa đơn ha. Rồi. Như vậy thì nhân viên lúc này nó sẽ chọn một cái món trên giao diện. Ở đây là khách hàng trả lời cái món khách hàng muốn mua là cái gì. Còn ở đây là nhân viên chọn một cái món trên cái danh sách sản phẩm theo cái yêu cầu của khách hàng, đúng không? Rồi, bây giờ chọn cái món này rồi thì sao? Thì hệ thống nó sẽ lưu xuống trong cái hóa đơn ha. Đấy. Chọn món xong rồi tiếp tục là mình sẽ nhập cái số lượng đơn giá luôn, như vậy thì khách hàng sẽ trả lời luôn cái số lượng, mình trả lời luôn cái số lượng chứ ha. Rồi trả lời cái số lượng. Rồi như vậy thì nhân viên người ta sẽ đưa vào cái món, sau đó thì hệ thống nó sẽ lưu xuống ngay chỗ cái hóa đơn, lưu ngay cái hóa đơn ha. Rồi mình sẽ gọi cái hàm ở đây là thêm sản phẩm vào hóa đơn, đúng không? Đây. Mình thêm cái sản phẩm vào hóa đơn, mình gọi cái hàm này ha. Rồi bây giờ thêm sản phẩm thì chúng ta có cái mã hóa đơn chưa? Có rồi, chúng ta có cái ID hóa đơn nè ha. Rồi tôi để đây là cái hóa đơn luôn, thêm vào trong cái hóa đơn nè, cái hóa đơn mình mới vừa tạo nè. Rồi bây giờ cái sản phẩm mình có chưa? Có ha, cái sản phẩm là cái món đó, cái món là bước số 12 nè. Đây qua đây nhân viên đưa cái món nó vô trong cái hóa đơn đúng không? Rồi cái số lượng thì lúc mà khách hàng nói đó mình sẽ lấy cái số lượng này luôn. Rồi cái đơn giá này ở đâu? Cái đơn giá này chính là trong cơ sở dữ liệu mình có đúng không? Đấy. Tại vì trong cái sản phẩm của mình là mình sẽ có cái đơn giá đây ha. Rồi nếu như mà anh chị nào cẩn thận hơn nữa đó thì chúng ta sẽ đưa cái đơn giá cho này luôn. Đây là cái đơn giá bán chúng ta set cố định ha. Rồi sau đó chúng ta muốn tăng giảm gì đó thì cái đơn giá này là cái đơn giá mình bán cho từng người. Ví dụ như hôm nay là mặt hàng nó mắc lên hay gì đó thì chúng ta sẽ đưa cái đơn giá, chúng ta điều chỉnh đơn giá. Còn thì không, nếu như chúng ta nói là bây giờ giá của cơ sở dữ liệu nhiêu thì tôi bán giá đúng vậy thì chúng ta bỏ cái chỗ này đi. Được không? Đấy.
tức là cái đơn giá này giá nhiêu thì tôi bán ra nhiêu, chứ tôi không có tăng giảm gì hết, tôi chỉ nhập tôi thay đổi số lượng thôi. Đây, do đó thì ở đây chúng ta sẽ có cái đơn giá ở đây luôn ha, hoặc là chúng ta bỏ luôn cái đơn giá này cũng được. Nè. Tại cái đơn giá này nếu như mà tôi nói là tôi lấy trực tiếp từ trong cái cơ sở dữ liệu luôn, cơ sở dữ liệu tôi có đơn giá nhiêu tôi bán nhiêu, tôi không có thay đổi gì hết, thì chúng ta bỏ đi cái đơn giá cho đó. Thì chúng ta chỉ cần là thêm cái sản phẩm vào trong cái hóa đơn với cái món đó, cái số lượng bao nhiêu là đủ rồi. Rồi, như vậy thì đã cái tab thêm này đó thì nó trả ra là ok ha. Là tôi đã thêm vô trong cái hóa đơn thành công rồi đó. Thì lần lượt chúng ta sẽ thêm tất cả các món mà khách hàng yêu cầu. Như vậy thì chỗ này chúng ta chỉ vẽ vòng lặp lúc chỗ này thôi. Nhờ, như vậy thì từ 1 đến N ha. Từ 1 nè, đến N. Như vậy thì N chính là số món khách hàng chọn. À, số món khách hàng chọn. Thì khách hàng chọn nhiêu món đó thì chọn, miễn là chọn cái tôi lưu, cái chọn cái tôi lưu là cái, đến khi nào tôi lưu hết cái yêu cầu của khách hàng thì thôi, được không? Rồi như vậy thì ngay cái chỗ này nè, chúng ta chỉ cần lấy cái vòng lặp này, nó chỉ bao có cái ba cái đối tượng này thôi. Nè, dạ. Như vậy thì sau khi mà người ta đã chọn hết số món này rồi đó thì mình làm sao nữa? Thì mình tính tiền thôi, đúng không? Đấy. Như vậy thì cái dòng lặp này là nó đưa tất cả các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng vô rồi, thì chỗ này là hết rồi ha. Rồi. Như vậy thì cái giao diện lập hóa đơn của mình vẫn còn ở đây. Được chưa? Rồi, như vậy thì bây giờ mình mới yêu cầu là tính tiền. Rồi, như vậy thì nhân viên mới gọi trên cái hệ thống yêu cầu tính tiền. Cái này tự tính được nha. Đúng không? Trên hệ thống của mình nó có hết rồi. Như vậy thì chỗ này nó sẽ tự tính ha, tính tiền. Cái này là của giao diện nha, giao diện nó tự động nó tính, nó sự rồi nó sum, nó cộng trừ gì nó tự tính nha, tại vì cơ sở dữ liệu nó có lên đây hết rồi, nó đâu có cần nó xuống dưới đây nó lấy nữa. Giá rồi số lượng là mình đã nhập vô đầy đủ hết cho nó rồi, đúng không? Rồi sau khi nó tính tiền đó, rồi thì mình sẽ yêu cầu là nó trả tiền thừa cho khách hàng. Và bây giờ muốn trả tiền thừa cho khách hàng đó thì khách hàng mình phải hỏi khách hàng là số tiền đúng không? Rồi nó trả ra cho mình số tiền chỗ này ha. Rồi bây giờ chưa, bây giờ mình yêu cầu nó tính tiền nè, mình kéo dài cái thao tác lập hóa đơn ra. Như vậy thì bây giờ sau khi nó tính tiền xong đó thì nó sẽ hiển thị cho mình biết là tổng số tiền. Được không? Rồi như vậy thì sau khi nhân viên đã có được cái tổng số tiền từ cái hệ thống rồi đó, thì bây giờ cái nhân viên bắt đầu thông báo ha, mang tính chất thông báo nha, thông báo tổng số tiền. Rồi. Như vậy thì khách hàng người ta sẽ relay lại cái số tiền trả đúng không? Relay lại cái số tiền trả. À, mình để này để trả tiền đi. Đơn giản ha, trả cái số tiền này. Rồi, như vậy thì nhân viên sẽ tiến hành nhập cái số tiền này lên cái giao diện luôn. Đúng không? Này, cái giao diện này vẫn còn là hóa đơn ha. Này, nhập số tiền khách đưa. Rồi. Như vậy thì lúc này hệ thống nó sẽ tự động tính tiền thừa. Đúng không? Tính tiền thừa đơn giản quá mà. Chỉ cần việc là chúng ta sẽ lấy cái số tiền khách đưa, chúng ta trừ đi cái số tiền mà nó tính ra bước số 17. Đúng không? Rồi. Như vậy thì ở đây nó sẽ tự động là nó tính tiền thừa ha. Và tiền khách đưa ha. Bằng cái thao tác trả tiền nè, bằng cái thao tác trả tiền, à mình để là tiền trả đi ha, tiền trả thì nó là danh từ, trừ đi cho tổng số tiền. À, như vậy thì ở đây mình để là đưa tiền trả đi ha, nè đưa cái tiền trả, tức là đưa ví dụ số tiền của mình là 50.000 mà mình đương 100.000 hay gì đó ha, thì nó sẽ lấy cái số tiền trả nó trừ cho tổng số tiền ở bước số 18, tại vì bước số 18 của mình chính là bước tính tiền nha. Đúng chưa? Rồi như vậy thì sau khi nó tính nó xong hết rồi ha, đây là cái thao tác xong hết, lập hóa đơn xong hết rồi đó, thì nó sẽ tiến hành là nó xuất cái hóa đơn nó đưa cho khách hàng thôi. Như vậy thì bây giờ mình xuất hóa đơn ha. Rồi bây giờ chúng ta có xuất cái hóa đơn ở đây, xuất hóa đơn. Rồi bây giờ mình sẽ trả cái hóa đơn này cho khách hàng. À.
Dạ, ngay cái chỗ xuất hóa đơn này là các anh chị có thể chọn nó không đồng bộ cũng được, tại vì nó xuất ra mình nhận không nhận thì thôi ha. Cho nên chúng ta chọn là assign message cũng được, mũi tên cho nó rỗng ha. À, xuất hóa đơn. Thật ra các cái bước ở đây này thì nó tương đối là đơn giản, nhưng mà chúng ta làm cho nó gõ ra theo từng bước đó thì nó hơi phức tạp, nó hơi dài dài thôi. À, mình làm xong rồi mình đọc lại coi nó suông không, nó suông là được ha. Đầu tiên là khách hàng yêu cầu tính tiền nè. Rồi, như vậy thì nhân viên sẽ đăng nhập vào hệ thống ha, và chọn chức năng tính tiền. Như vậy thì giao diện lập hóa đơn nó sẽ mở ra ha, nó mở từ đầu đến cuối luôn nè, nó mở cho đến khi nào xuất được hóa đơn thì thôi. Rồi, như vậy thì trong cái quá trình này đó thì khách nhân viên sẽ hỏi tên, địa chỉ gì đó thì sau đó nhân viên sẽ nhập vào cái phần mềm thì để cho cái phần mềm nó hình thành cái hóa đơn, nó tạo ra cái hóa đơn ha. Rồi sau khi nó tạo cái hóa đơn rồi đó thì mình cũng lấy hết tất cả các danh sách sản phẩm để mình hiển thị lên trên cái giao diện luôn. Khi mà khách hàng ở đây người ta chọn món gì, mình nhập cái món đó vô để mình kiểm tra trong cái danh sách sản phẩm của mình ha. Nếu có thì mình thêm vào trong cái hóa đơn, đúng không? Mình insert vào trong cái hóa đơn nè. Rồi như vậy thì ở đây cái dòng lập này nó sẽ lọc hết đến khi nào mà hết số số lượng món mà khách chọn thì thôi. Sau đó thì nhân viên yêu cầu tính tiền thì hệ thống nó sẽ tự động tính tiền ha. Sau đó mình thông báo cái số tiền này cho khách hàng, khách hàng sẽ đưa cái số tiền trả. Mình nhập lên hệ thống, thường thường là tôi thấy là ở một số cái cửa hàng đó thì chúng ta sẽ nhập cái số tiền trực tiếp này lên hệ thống luôn để hệ thống nó tự tính tiền thừa, tại vì mình tính tiền thừa mình nhẩm nhiều khi nó trật lắc, đúng không? Do đó thì mình sẽ nhập cái số tiền này lên thì nó hệ thống nó sẽ tự động tính tiền thừa ha. Cái này giao diện nó tự tính đơn giản mà. Sau khi có tiền thừa rồi nó sẽ xuất cái hóa đơn. Rồi, mình sẽ lấy cái hóa đơn mình đưa cho khách hàng là xong. Như vậy thì đó là các cái bước tuần tự để chúng ta xây dựng một cái hệ thống, một cái chức năng là lập hóa đơn. Và dĩ nhiên thì chúng ta có nhiều cách để chúng ta lập hóa đơn khác nhau. Có các cái bước chúng ta cũng có thể làm khác nhau luôn. Tôi lấy ví dụ như là khi mà mình thêm các cái mặt hàng xong rồi mình lưu trữ trong một cái bảng tạm hay gì đó, sau đó mình mới hỏi tên, địa chỉ khách hàng, sau đó mình mới tạo ra một hóa đơn một lượt luôn. Rồi mình đưa tất cả các món vô lượt luôn thì nó khác với cái sơ đồ của mình. Sơ đồ của mình là mình tạo hóa đơn trước nè, sau đó mình mới đưa lần lượt từng cái sản phẩm vô thì nó khác ha. Thì cách nào cũng được, miễn là làm sao người ta đọc vào cái mô hình của mình là người ta biết cái chức năng nó dùng để làm cái gì và các cái đối tượng này nó tương tác qua lại với nhau như thế nào, cũng như là các cái phương thức mà mình gọi ở đây nó có bên cái lớp này hay không, được không? Nó có hay không ha. Đấy, tôi lấy ví dụ như vậy. Rồi, bây giờ ở cái mô hình này thì chúng ta không biết có gì thắc mắc không? Rồi, như vậy thì thôi tôi cũng sẽ chụp cái hình này ha. Tôi tôi dán qua bên cái bài tập của mình, chút xíu tôi sẽ gửi lại cho các anh chị để chúng ta nắm. Để tôi zoom lại. Thì khi mà các anh chị làm bài tập giữa kỳ hay là bài tập cuối kỳ cũng vậy, chúng ta chụp thì chúng ta cũng phải chú ý ha. Chúng ta chụp cho nó chỉnh chu một chút xíu. Rồi, đối với sơ đồ tuần tự thì tôi cũng sẽ gửi cho các anh chị luôn. Nhưng mà đối với sơ đồ tuần tự đó, các anh chị có làm bài tập cuối kỳ đó thì chúng ta nhớ là chúng ta chọn một file, chúng ta chọn export diagram ha. Chúng ta mới export ra cái file JPEG. Tôi cũng sẽ chụp hình lại tôi gửi cho các anh chị luôn để chúng ta học và chúng ta coi lại. Rồi, cái bài tập 5 này tôi sẽ gửi cho các anh chị qua cái group Zalo ha.
Rồi, các anh chị thấy cái file tôi gửi bên cái group Zalo rồi ha. Rồi, bây giờ tôi dành thời gian để cho các anh chị xem lại cái bài tập đó, xem coi có thắc mắc gì hay không. Cái quá trình tôi vẽ sơ đồ lớp, như lại vẽ sơ đồ tuần tự ha. Rồi chúng ta nghỉ giải lao tới 7:30, tôi sẽ phổ biến cái bài tập cuối kỳ. Đồng thời tôi sẽ giải đáp một số thắc mắc cũng như là các câu hỏi của các anh chị ha. Nè, chúng ta nghỉ giải lao, đồng thời chúng ta chuẩn bị một số câu hỏi để chúng ta hỏi tôi trước khi chúng ta kết thúc cái môn học này các anh chị ha.
Rồi, chúng ta quay lại các anh chị ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ phổ biến cho các anh chị cái bài tập cuối kỳ ha. Rồi, bây giờ ở cái bài tập cuối kỳ tôi để tôi chia sẻ cho các anh chị đây ha. Bài báo cáo cuối kỳ. Như vậy thì tôi cũng sẽ gửi cái file này cho các anh chị coi như là cái file mẫu ha. Thì cái đề tài của mình là tôi vẫn giữ nguyên cái đề tài cũ, là chúng ta xây dựng cái hệ thống quản lý điểm của trường trung học phổ thông gì đó ha, của anh chị chúng ta để vô cái bài tập giữa kỳ là cái gì đó, thì cái đề tài này là nó giống vậy, nhưng mà chúng ta chỉ cái nội dung của nó là chúng ta sẽ làm hoàn chỉnh các cái sơ đồ luôn ha, tại vì giữa kỳ đó thì chúng ta sẽ lấy là 4 điểm đúng không, 4 điểm thì tôi sẽ đánh giá vào cái sơ đồ UK và một phần của sơ đồ lớp. Còn đối với cái bài tập cuối kỳ đó là chúng ta hoàn chỉnh các phần còn lại, là hoàn chỉnh cái sơ đồ lớp và chúng ta hoàn chỉnh cái sơ đồ tuần tự. Như vậy thì ở cái mục lục đó thì chúng ta làm mục lục tự động ha. Rồi, ở cái phần số 1 chúng ta mô tả hệ thống thì tôi viết ở đây luôn là chúng ta viết lại cái phần giới thiệu hệ thống ha. Giống như là cái bài tập giữa kỳ, chúng ta bổ sung nếu như chúng ta có thay đổi gì đó, chúng ta bổ sung thêm ha. Nếu chúng ta có cái gì mới đó thì chúng ta bổ sung vô thêm. Rồi, cái phạm vi cũng vậy ha. Còn nếu không đó thì chúng ta viết lại giống như là bài tập giữa kỳ. Rồi, ở cái phần 2 là chúng ta đi thẳng vào cái sơ đồ lớp luôn. Thì ở cái sơ đồ lớp đó là các anh chị chúng ta vẽ lại cái sơ đồ lớp chỗ này ha. Thì chúng ta chú ý là chúng ta thêm đầy đủ các thuộc tính và các cái phương thức. Chú ý chỗ này, chúng ta thêm đầy đủ các thuộc tính và các phương thức. Thì các cái phương thức này để chúng ta vẽ cái sơ đồ tuần tự. Thấy nha. Khi mà chúng ta vẽ cái sơ đồ tuần tự đó là chúng ta thường quay lại cái sơ đồ lớp, chúng ta xem coi trong cái sơ đồ lớp của mình nó có những cái phương thức nào để mình gọi giữa các cái sinh tuyến đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta cũng định nghĩa các cái phương thức để chúng ta gọi trong cái sơ đồ tuần tự ở phía sau nha. Rồi để tôi nói hết cái sơ đồ lớp này. Thì ở đây chúng ta không có vẽ lại cái sơ đồ mức luận lý này ha. Như vậy thì tôi lưu ý chỗ này luôn là không liệt kê lại. Không trình bày lại đi ha. Sơ đồ luận lý vì đã làm ở trong bài tập giữa kỳ rồi. Rồi, tôi lưu ý cho này ha. Rồi. Như vậy thì chúng ta đi thẳng vào cái mô hình dữ liệu mức vật lý luôn. Ở cái mức vật lý đó là chúng ta dựa vào cái sơ đồ luận lý ở bài tập giữa kỳ để chúng ta liệt kê ra các cột dữ liệu của từng bảng. Ví dụ như chúng ta có bảng giáo viên thì gồm có mã giáo viên, họ tên, địa chỉ gì đó ha, thì mình liệt kê ra. Được không? Như vậy thì số 2 thì chúng ta có họ tên nè. Ha, thì chúng ta liệt kê ra. Được không? Thì ở đây chúng ta có cái cột là kiểu dữ liệu nè, kích thước của kiểu dữ liệu đó có phải là khóa chính hay không, có phải là khóa duy nhất hay không, có nốt luôn hay không, nốt luôn thì mình check vô ha. Rồi. Rồi chúng ta có giá trị max là gì, giá trị min là gì ha, giá trị mặc nhiên là gì, số chữ số alpha. Rồi miền giá trị ràng buộc luận lý có thì chúng ta check vô, còn không có thôi, được không? Như vậy thì chúng ta chỉ cần copy cái bảng này, chúng ta làm theo cái mẫu này là được. Chú ý là ví dụ như trong cái sơ đồ ở trong cái sơ đồ luận lý đó, ví dụ như mình có cái bảng giáo viên nè. Thì ở đây các anh chị đã liệt kê ra rồi đúng không? Chúng ta có mã giáo viên nè. Rồi chúng ta có họ tên ha, rồi chúng ta có địa chỉ, rồi chúng ta có email gì đó ha, vân vân. Như vậy thì đây là cái sơ đồ luận lý đó mà mình đã liệt kê rồi thì mình không có cần phải liệt kê lại ở đây nữa ha. Như vậy thì chỗ này á là chúng ta thể hiện cái sơ đồ vật lý là chúng ta trình bày cụ thể từng cột dữ liệu này, chúng ta ràng buộc các cái kiểu dữ liệu như thế nào. Được chưa? Rồi ha, đó là cái ví dụ. Thì lần lượt chúng ta mô tả hết các bảng ở đây. Nhớ là mô tả hết nha. Rồi, đối với cái bảng mô tả phương thức cũng vậy. Thì cái phương thức của mình ở đây chúng ta có cái kiểu là ví dụ như trong cái giáo viên của mình á thì chúng ta có là thêm giáo viên nè. Chúng ta tìm thông tin của giáo viên hoặc là chúng ta tìm một lớp nào đó của giáo viên ha, vân vân. Như vậy thì mình để cái tên phương thức vô chỗ này. Được chưa? Như vậy thì chúng ta chú ý là mỗi bảng dữ liệu chúng ta mô tả tối đa hai phương thức hàng thôi, mô tả hai phương thức luôn chứ khỏi tối đa gì hết. Đây. Mỗi một cái bảng dữ liệu chúng ta mô tả hai phương thức. Ví dụ như số 1 là gì đó ha, số 2 là gì đó. Là chúng ta mô tả. Như vậy thì chúng ta cũng lần lượt chúng ta mô tả hết phương thức của các lớp. Như vậy thì cái phương thức này chúng ta phải để nó trong sơ đồ lớp này nha. Chúng ta phải để nó đầy đủ trong sơ đồ lớp thế này. Rồi, tiếp theo là chúng ta có cái
Phần 3 là sơ đồ tuần tự. Thì ở sơ đồ tuần tự đó là mỗi actor chúng ta vẽ một sơ đồ tuần tự. Như vậy thì tôi để chỗ này luôn ha. Chúng ta chọn hai actor. Để chúng ta vẽ hai sơ đồ tuần tự. Tôi lấy ví dụ tôi chọn là giáo viên và phụ huynh, tôi thích giáo viên với phụ huynh, tôi chọn hai đối tượng. Rồi bây giờ giáo viên là tôi chọn cái chức năng là nhập điểm, rồi đối với phụ huynh tôi chọn chức năng là mình liên lạc hay là mình phản ánh hay là mình nhận xét gì đó ha. Hoặc là bây giờ mình đối với phụ huynh đó là tôi chọn một cái chức năng là tùy thôi, mình có chức năng nào quan trọng đó thì chúng ta chọn. Ví dụ như phụ huynh tôi chọn cái chức năng là xem điểm hoặc là xem nhận xét, đúng không? Xem nhận xét ít ra thì mình cũng phải vô đó mình xem, mình chọn lớp rồi mình chọn giáo viên, đúng không? Mình chọn môn học thì tùy thôi, mỗi giáo viên chúng ta nhận xét hoặc là chúng ta xem coi giáo viên chủ nhiệm nhận xét như thế nào. Đầu tiên là chúng ta cũng phải, phụ huynh cũng phải đăng nhập vào nè, đúng không? Tại vì cái chuyện nhận xét của con của người nào thì cái chuyện đó là chuyện nhạy cảm, chỉ có người đó biết thôi, chứ mình không thể nào là mình phụ huynh của em này mà mình vô mình xem giáo viên nhận xét của em kia được, của con người ta được, đúng không? Thì cái hệ thống của mình đó, khi mà mình thiết kế đó là phụ huynh cũng phải được đăng nhập vào, đăng nhập xong rồi chúng ta cũng phải chọn lớp, đúng không? Chọn lớp xem rồi chúng ta mới vào đó, chúng ta xem coi là trong cái học kỳ năm học đó là phụ huynh nhận xét cho con của mình là như thế nào ha. Ví dụ như bây giờ mình xem coi một phụ huynh, giả sử chúng ta có hai đứa con thì sao, đúng không? Như vậy thì chúng ta phải chọn cái lớp và chúng ta sẽ xem coi hệ thống nó sẽ lấy ra những cái học sinh là con của phụ huynh đó, rồi đồng thời nó cũng hiển thị ra các cái nhận xét, rồi phụ huynh sau khi đọc nhận xét xong rồi có comment lại hay không, có cho lại ý kiến hay không, rồi sau đó có lưu lại hay không, đúng không? Đó đó là các cái bước để mình vẽ cái sơ đồ tuần tự. Như vậy thì tôi lưu ý ở đây chúng ta chọn hai actor ha, để chúng ta vẽ mỗi actor như vậy là một một cái chức năng, là một sơ đồ tuần tự, được chưa? Còn nếu như bây giờ mình không chọn giáo viên, mình không chọn phụ huynh, bây giờ mình tôi chọn là học sinh được không, học sinh với ban giám hiệu được không? Được ha. Học sinh thì bây giờ mình xem điểm, đúng không? Còn giáo viên tôi không nhập điểm thì giáo viên tôi chọn lại cái chức năng khác, giáo viên tôi chọn chức năng là tôi nhận xét học sinh, được không? Được, đúng không? Hoặc là bây giờ ban giám hiệu, ban giám hiệu tôi muốn lên đó tôi xem cái tỷ lệ học sinh giỏi khá gì đó ha, tỷ lệ xếp loại đi. À, ví dụ vậy ha, tôi phải cũng phải chọn cái lớp đó ha, hoặc là tôi vô tôi chọn cái môn luôn, cái môn đó để xem coi tỷ lệ học sinh bao nhiêu em giỏi, bao nhiêu em khá, vân vân, được không? Rồi giáo viên là nhận xét, hoặc là giáo viên vô tính điểm trung bình, giáo viên chủ nhiệm vô tính điểm trung bình của một học kỳ của cái lớp mình chủ nhiệm, được không? Được rất nhiều chức năng ha. Do đó tôi để rộng đường cho mình đó, thì tôi yêu cầu là chúng ta chỉ chọn hai actor để chúng ta vẽ hai sơ đồ tuần tự thôi. Tôi lấy ví dụ ha, ví dụ như sơ đồ tuần tự là nhập điểm đối với chức năng giáo viên và sơ đồ xem điểm đối với chức năng là đối với actor là học sinh, được không? Chỗ này thì tùy mình thấy ha, tôi vẽ chỗ này tôi yêu cầu các anh chị là chúng ta vẽ một sơ đồ tuần tự cho một actor, như vậy thì chúng ta chọn hai actor là chúng ta có hai sơ đồ tuần tự, lưu ý như này ha. Rồi xong cái sơ đồ tuần tự xong rồi thì mình để kết luận kết quả đạt được ha, thì học môn này mình đạt được cái gì ha, mình nắm được cái gì, rồi mình có thể là mình hiểu được cái cách xây dựng hệ thống như thế nào, thì chỗ này chúng ta tự trình bày lại thôi, mình tự ôn lại bản thân của mình đã học được những gì. Còn đối với hướng phát triển đó là mình xây dựng cái hệ thống quản lý điểm trường trung phổ thông thành cái phần mềm, hay là chúng ta sẽ áp dụng nó cho cái trường học của mình sau này hay gì đó ha, thì chỗ này chúng ta để cái hướng phát triển vô. Rồi cái phần tài liệu tham khảo đó thì ít ra chúng ta cũng phải có cái bài giảng ha, hoặc là chúng ta có tham khảo ở đâu đó thì chúng ta để vô, được không? Thì đây là cái bài tập cuối kỳ ha, giống như là chúng ta hoàn chỉnh lại một cái hệ thống luôn, một cái hệ thống quản lý điểm ở trường trung học phổ thông, và chủ yếu là chúng ta sẽ xoay quanh vào cái sơ đồ lớp và cái sơ đồ tuần tự, được ha? Rồi tôi cũng sẽ gửi cái file này cho các anh chị. Rồi trước tiên đó là tôi sẽ gửi qua Zalo trước, rồi sau đó tôi sẽ up lên trên hệ thống LD ha. Đầu tiên là tôi gửi lên Zalo cho các anh chị trước để chúng ta xem coi
ở các cái phần trong cái bài tập cuối kỳ này chúng ta có thắc mắc gì thì chúng ta trao đổi luôn. Rồi, tôi đã gửi cho các anh chị rồi ha. Rồi, tôi sẽ up lên trên hệ thống LD. Rồi, về cái hạn mà nộp cái bài tập cuối kỳ đó thì chúng ta sẽ bắt đầu nộp từ ngày mai ha. Tại vì chúng ta học hôm nay là chúng ta đã kết thúc rồi. Như vậy thì bắt đầu là từ ngày mai. Như vậy thì tôi cho các anh chị 1 tháng để chúng ta nộp ha. Tới ngày 28 tây tháng 12 nộp xong là chúng ta nghỉ tới tây luôn đó ha. Được không các anh chị? Cho hết tháng luôn đi thầy, Tháng nhóm làm kịp không? cho hết tháng luôn đi Có thầy. gì đâu không kịp nữa không? Mình làm xong sớm thì mình kết thúc sớm thôi. Tới Tại 31 vì tháng tôi 12 luôn muốn ngày á 28 tây tháng 12 là tôi các anh chị nộp cho tôi ha. Tôi có 3 ngày là ngày 29, ngày 30, ngày 31. 3 ngày này tôi sẽ chấm điểm, tôi công bố cho các anh chị trước tới tây luôn. Môn nào chúng ta học năm cũ thì cho nó năm cũ cho nó xong luôn ha. Đằng qua năm mới thì chúng ta sẽ học môn mới. dạ. Rồi, không biết các anh chị có thắc mắc gì hay không? Có thắc mắc thì chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta trao đổi ha. Ủa, cái danh sách nộp giữa kỳ có chưa thầy? Rồi, thời gian này là thời gian để tôi trả lời những thắc mắc của các anh chị. Cho nên là chúng ta có thắc mắc gì thì chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta trao đổi, tôi sẽ cố gắng tôi giải đáp cho các anh chị ha. Cái danh sách nộp bài giữa kỳ có chưa thầy? Rồi, bạn Ngọc Tân có hỏi là thầy cho em hỏi bài báo cáo giữa kỳ, nếu mô hình luận lý làm thay đổi thuộc tính của lớp hoặc sinh ra bảng mới, vậy có cần cập nhật lại sơ đồ lớp theo mô hình luận lý không? Nếu mô hình luận lý làm thay đổi thuộc tính của lớp hoặc sinh ra bảng mới. À, rồi rồi tôi phần nào tôi đã hiểu được cái ý của bạn, tôi sẽ giải đáp ha. Nếu như mà ý cái giải đáp của tôi nếu mà nó không đúng theo ý của bạn thì bạn cứ cứ hỏi tiếp ha. Rồi, như vậy thì khi mà chúng ta vẽ cái sơ đồ lớp đó thì từ cái sơ đồ lớp chúng ta sẽ chuyển về cái sơ đồ luận lý, đúng không ạ? Như vậy thì để chuyển về cái sơ đồ luận lý đó thì chúng ta dựa vào các quy tắc để chúng ta chuyển. Ví dụ như mối quan hệ nhiều nhiều thì chúng ta sẽ phát sinh ra cái bảng ở giữa. Như vậy thì cái việc mà chúng ta phát sinh ra cái bảng ở giữa thì đó chỉ là chủ yếu trong cái sơ đồ luận lý thôi. Chúng ta không cập nhật lại sơ đồ lớp. Sơ đồ lớp chúng ta chỉ vẽ xong rồi chúng ta mới chuyển về sơ đồ luận lý. Chứ không có cái việc mà chúng ta làm ngược lại là từ cái sơ đồ luận lý chúng ta cập nhật lại sơ đồ lớp các anh ha. Rồi, bây giờ đối với trường hợp là nhiều nhiều thì chúng ta sẽ phát sinh ra cái lớp mới. Cái lớp mới này là trong sơ đồ luận lý và trong sơ đồ vật lý mình cũng mô tả luôn. Mình cũng bẻ kẻ cái bảng mình mô tả ha. Rồi đối với trường hợp một nhiều thì chúng ta bên nhiều nó sẽ kéo bên ít về. Đối với trường hợp một một thì chúng ta sẽ coi nó là bên 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 nhiều bên ít đúng không? Một một thì chúng ta xem ra bên nào có xuất hiện trước thì chúng ta coi nó là bên ít, bên nào mà xuất hiện sau thì chúng ta coi nó là bên nhiều. Còn cái lớp phát sinh ví dụ như chúng ta có cái sản phẩm nằm trong cái hóa đơn mà chúng ta phát sinh ra cái chi tiết hóa đơn thì cái chi tiết hóa đơn nó là có sẵn trong sơ đồ lớp ha. Tại vì trong chi tiết mình mới để là số lượng mới đánh giá được. Đấy. Như vậy thì cái nào có trong sơ đồ lớp thì chúng ta để trong sơ đồ lớp. Còn cái nào mà không có trong sơ đồ lớp đó, nếu mà nó phát sinh ra ngoài cái sơ đồ luận lý thì chúng ta mô tả nó trong sơ đồ luận lý không thôi, không cần phải quay ngược lại chúng ta để trong sơ đồ lớp, tại vì để trong sơ đồ lớp thì chúng ta sai đó nha. À, không biết là tôi trả lời vậy thì bạn Ngọc Tân có đúng ý bạn Ngọc Tân vậy. Rồi rồi, cảm ơn anh ha. Rồi, không biết còn câu hỏi nào khác nữa không ạ? Thầy giải thích cho em cái lớp điểm với cái lớp loại điểm á thầy, nó quan hệ với nhau á thầy.
em mù mờ, giống như cái điểm với cái loại điểm nó em không có hiểu nó không. Nhưng mà nãy tôi nói nha, tôi nói các anh chị có nghe rõ không ạ? Nghe thầy Dạ Tôi chưa mở loa cho nên là một số anh chị nào mới vừa hỏi nó chắc tôi không nghe, tôi xin lỗi tại vì tôi không mở loa thiệt. Rồi một số anh chị nào này hỏi đó thì tôi xin phép là hỏi lại để tôi trả lời lại ạ. thầy giải thích giùm em cái quan hệ giữa cái lớp điểm với cái lớp loại điểm đó thầy. Cảm ơn bạn Liễu ha. Rồi bây giờ tôi cho phép tôi mở cái sơ đồ cái phần style Gmail ha, để tôi giải thích lại cái chỗ này này. Để tôi phải vẽ cái sơ đồ lớp một cái. Ví dụ các anh chị có cái điểm nè. Bây giờ cái điểm của mình thì trong cái điểm này thì mình sẽ có cái điểm chứ có gì nhờ, đúng không? Thật ra nó là kết quả đó. Nếu đúng hơn là mình để là kết quả thì nó sẽ đúng hơn. Thì trong kết quả của mình nó sẽ có cái điểm. Đó. Rồi. Bây giờ để có cái điểm này nè thì chúng ta phải dựa vào những cái gì chúng ta mới biết được điểm. Đầu tiên là chúng ta phải có là điểm này là của học sinh nè. Chắc ăn luôn, tại vì một điểm không thể nào nó nằm mình được. Điểm đó phải là của học sinh nào, đúng không? Rồi bây giờ điểm đó là của cái môn gì, đúng không? Bây giờ ví dụ như bây giờ mình về mình khoe với bố mẹ mình hôm nay con được 8 điểm chẳng hạn, như vậy thì 8 điểm đó là của học sinh nào, học cái môn gì, ví dụ như 8 điểm toán. Nhưng mà bây giờ 8 điểm toán đó là của học kỳ năm học nào, ví dụ như học kỳ 1 hay là học kỳ 2, như vậy thì mình sẽ liên kế tới học kỳ năm học. Rồi, đủ chưa? Vẫn chưa đúng không? Tại vì 8 điểm đó phải là của cái điểm là điểm thi hay là điểm kiểm tra ăn tiết hay là điểm 15 phút. Đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta phải có cái loại điểm. Đấy. Thì cái loại điểm này chúng ta sẽ lưu cái gì? Thì trong cái loại điểm này mình sẽ có cột là mã loại nè. Đó. Rồi tôi sẽ mô tả cái hệ số của nó. Hệ số ví dụ như tiết là chúng ta có hệ số 2, 15 phút chúng ta có hệ số 1, kiểm tra miệng chúng ta có hệ số là 1 chẳng hạn, điểm thi chúng ta có hệ số 3 vân vân ha. Đấy. Và chúng ta có cái mô tả này, điểm tiết hay điểm 15 phút gì đó. Đấy. Như vậy thì kết quả của mình nó phải dính tới cái loại điểm. Loại điểm này tôi lưu ý lại ha, là chúng ta loại điểm chúng ta lưu là điểm kiểm tra tiết hay 15 phút hay là điểm thi. Tại vì chúng ta đâu có biết là một học kỳ chúng ta có bao nhiêu cái lần kiểm tra tiết, đúng không? Mình cũng đâu có biết là bao nhiêu lần kiểm tra miệng. Tôi nhớ ngày xưa là trong một học kỳ thì ví dụ như môn toán đi là giáo viên kêu tôi lên 2-3 lần để trả bài, đúng không? Trả bài là kiểm tra miệng nè, xong rồi lấy giấy ra làm kiểm tra 15 phút rồi lên bảng tính điểm nữa, đúng không? Chúng ta có rất nhiều cột điểm. Rồi điểm kiểm tra tiết cũng vậy nữa, đúng không? Tiết chúng ta cũng có 2-3 lần. Đối với những môn học ví dụ như môn môn giáo dục công dân hay gì đó thì một học kỳ một lần, nhưng mà đối với những môn văn môn toán thì chúng ta có nhiều hơn một lần, đúng không? Đấy. Do đó thì kết quả của mình nó phải là mối quan hệ của bốn anh này đó. Như vậy thì đó là của môn học nào, của học sinh nào, chúng ta phải chọn xung quanh là một hết và nó phải là bên phần nhiều, để nhiều nó mới kéo ít về đó ha. Đấy. Vậy thì xung quanh nó là nhiều. Này. Thì thật ra kết quả của mình nó là liên kết nhiều chiều đó các anh chị ha. Nó liên kết nhiều chiều. Đây là các học kỳ nè, môn học, học sinh, loại điểm đóng vai trò hình thành một lượt đồng thời với nhau để chúng ta phát sinh ra cái điểm này. Này, như vậy thì kết quả là cái điểm này ha, thật ra chúng ta chỉ quan tâm cái điểm này thôi. Cái điểm này nó thuộc cái loại điểm là một tiết hay là 15 phút hay là điểm thi.
đúng không? Đấy. Như vậy thì một 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 loại điểm thì chúng ta có nhiều điểm thì chuyện đó đương nhiên rồi. Ví dụ như bây giờ mình có kiểm tra ăn tiết thì mình có nhiều lần chúng ta kiểm tra ăn tiết, đúng không? Nhưng mà một lần kiểm tra đó thì chúng ta phải kiểm tra thuộc loại một tiết hay là thuộc loại 15 phút, chứ không thể nào mà điểm của mình lấy 8 điểm mà mình kiểm tra miệng xong rồi lấy cái điểm đó làm kiểm tra ăn tiết được, đúng không? Đấy. Cho nên thì chúng ta có cái mối quan hệ nhiều chiều nó giống vậy. Được chưa? Rồi không biết là tôi giải thích vậy là bạn liệu có thắc mắc gì nữa không ạ? À? Dạ, em cảm ơn thầy. Dạ, Em rồi cảm ơn bạn ha. dạ. Rồi, không biết là những bạn còn lại chúng ta có thắc mắc gì nữa không ạ? À? Thầy ơi, cho em hỏi mình lấy cái bài cũ mình làm lại được không thầy? Cái bài báo cáo giữa kỳ đó thầy. Được. Tôi đã cho anh chị là sử dụng lại cái đề tài cũ là lấy cái xây dựng cái hệ thống quản lý điểm trường trung học phổ thông, là tôi đã có ý cho các anh chị chúng ta sử dụng lại, mà thật ra không phải là chúng ta sử dụng mà là chúng ta xây dựng hoàn chỉnh một cái hệ thống luôn. Đấy. Thay vì tôi cho các anh chị làm một cái bài tập cuối kỳ thì chúng ta làm một cái hệ thống mới, nhưng mà cái bài tập giữa kỳ mình đã hoàn chỉnh cái hệ thống cũ đâu, đúng không? Nhưng mà nếu mà cái hệ thống mà chúng ta hoàn chỉnh đối với cái bài tập giữa kỳ đó thì nó quá nặng đối với các anh chị. Cho nên là tôi chia ra đối với cái phần bài tập giữa kỳ đó là chúng ta làm cái sơ đồ UK và một phần của sơ đồ lớp, được không? Để cho Dạ các rồi anh cảm chị là ơn trong cái quá trình làm đó chúng ta có gì thắc mắc đó là chúng ta trao đổi, hoặc là chúng ta hiểu cái sơ đồ lớp là cái gì, để qua cái bài tập cuối kỳ đó là chúng ta tiến hành là chúng ta hoàn chỉnh lại cái sơ đồ lớp, đồng thời là chúng ta xây dựng hai chức năng. Thật ra hai chức năng đó là hai sơ đồ tuần tự đó ha. Và hai cái chức năng này chúng ta phải sử dụng các cái phương thức trong sơ đồ lớp nha. Đó, để chúng ta hoàn chỉnh một cái hệ thống quản lý điểm trường trung học phổ thông luôn. Rồi, như vậy thì đó là cái mục đích của chúng ta làm hai cái bài tập này ha. Dạ rồi cảm ơn thầy ạ. Dạ rồi. Chỗ giáo viên với môn học là mối quan hệ nhiều nhiều phải không thầy? À, bạn Truyện có hỏi ha. Chỗ giáo viên với môn học là mối quan hệ nhiều nhiều. Rồi đúng rồi đó ha. Ở đây nè, ví dụ cái này tùy thôi, tùy cái phần mô tả của các anh chị đó. Là chúng ta có giáo viên. Rồi. Giáo viên với môn học thì chúng ta có mối quan hệ là nhiều nhiều, đúng hay không? Như vậy thì ở đây nè, giáo viên với môn học thì cái này là chúng ta có chuyên môn đúng không? Thì tùy các anh chị thôi. Nếu như mà các anh chị nói là dưới trường học phổ thông của tôi đó là một giáo viên có thể dạy nhiều hơn một môn. Đó, nhiều hơn một môn thì chắc chắn là phải dạy một môn rồi mới thành giáo viên được, đúng không? Nếu mà vừa dạy môn toán vừa dạy môn tin học luôn được á, thì mình để đây là một nhiều. Còn nếu như mà mình nói là mỗi giáo viên chỉ đảm nhận đúng một môn thôi, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ để là một. Một giáo viên chỉ dạy một môn, một môn học được dạy bởi nhiều giáo viên, đúng không? Nhiều giáo viên. À. Như vậy thì lúc này giáo viên nó sẽ kéo cái môn học về ha. Rồi, như vậy thì bạn Ngọc Tân có hỏi là theo sơ đồ này, vậy mã học sinh, mã loại điểm, mã học kỳ, mã học là khóa chính hay khóa phụ vậy thầy? Rồi, tôi trả lời cho các anh chị chỗ này luôn. Như vậy thì khi mà chúng ta sinh ra cái sơ đồ luận lý đó, thì để tôi viết trong cái file Word ha. Tôi mở ra cái file Word. Ví dụ như trong cái sơ đồ luận lý này. Đây, tôi để tạm ở đây luôn ha. Như vậy thì ngay cái chỗ này nè các anh chị. À, chúng ta sẽ có cái bảng kết quả. Rồi, trong cái bảng kết quả này là chúng ta sẽ có mã học sinh nè. Chúng ta có mã môn, đúng không? Nó kéo gì hết mà. Nhiều hay nó kéo ít vậy. Chúng ta có số thứ tự học kỳ năm học nè. Rồi chúng ta có mã loại điểm. Và chúng ta có cái điểm. Đó không? Như vậy thì ở đây khóa chính của mình chỉ có một khóa chính gồm bốn thuộc tính này. Được không? Tôi trả lời cho các anh chị. Đây là một cái khóa chính gồm có bốn thuộc tính. Khóa chính của mình chỉ có một thôi ha. Luôn luôn là mỗi mỗi một quan hệ chúng ta chỉ có một khóa chính thôi. Mà khóa chính của mình nó có nhiều thuộc tính thì đúng. Rồi, mỗi thuộc tính này nó là một khóa ngoại. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta chỉ có một khóa chính gồm bốn thuộc tính, trong đó mỗi thuộc tính lại là một khóa ngoại. Chúng ta có bốn khóa ngoại.
được ha. Và thật ra đó là chúng ta phải tính thêm một lần nữa, là chúng ta phải có cái lần thi nữa, cái lần nữa ha. Ví dụ như bây giờ chúng ta có cái điểm một tiết, tiết đó là tiết lần thứ mấy, thì chúng ta phải đưa cái lần này vô nữa nó mới là khóa chính nè. Nếu mà xét kỹ đó thì chúng ta có mã học sinh, mã môn, số thứ tự học kỳ, năm học, loại điểm và lần. Cái này là một khóa chính gồm 5 thuộc tính. Trong đó chúng ta có 4 thuộc tính đầu, nó là 4 cái khóa ngoại tham chiếu tới 4 bạn khác nha. Đúng không? Tại vì mình có một điểm là mình phải xác định là cái điểm, ví dụ như mình một tiết là một tiết mình chúng ta có 2 lần một tiết, đúng không? Như vậy thì chúng ta có loại điểm là một tiết nè, cũng học kỳ đó, cũng môn học đó, cũng mã học sinh nè, nhưng mà chúng ta phải thêm cái lần nữa để chúng ta mới phân biệt ha. Nếu như các anh chị làm kỹ đó thì chúng ta thêm cho mình tôi cái lần. Rồi được chưa ạ? Được ha. Rồi không biết còn có hỏi gì nữa không ạ? Vậy là cái sơ đồ, giả sử như cái sơ đồ luận lý ở cái bài tập giữa kỳ mình làm không hoàn chỉnh, giờ mình sửa lại được không thầy? Được, phải tôi cũng có để trong cái phần mô tả đó các anh chị, trong cái phần hướng dẫn đó, thì nếu như mà các anh chị có thay đổi, có chỉnh sửa lại đó ha, thì chúng ta thêm đầy đủ các phương thức, nếu mà chúng ta có chỉnh sửa đó ha, chúng ta thêm đầy đủ lại. Thì thật ra cái bài tập giữa kỳ đó thì tôi chỉ xem coi các anh chị có nắm được cái hệ thống hay không, có mô tả đầy đủ hay không thôi à. Còn cái chuyện mà chính xác hay không đó là cái bài tập cuối kỳ ha. Tôi sẽ đánh giá cái sơ đồ lớp ở cái bài tập cuối kỳ nó chính xác hay không. Cho nên là chúng ta cũng yên tâm đi ha, không có vấn đề gì hết. Đối với cái phần bài tập giữa kỳ thì nếu nó có sơ xuất chút đỉnh đó, thì tôi sẽ lấy cái sơ đồ UK tôi bù qua. Nếu mà sơ đồ UK chúng ta làm tốt đó thì tôi cũng sẽ bù qua, xét lại thôi. Còn đối với cái bài tập cuối kỳ thì chúng ta sẽ xoáy vô cái sơ đồ lớp và cái sơ đồ tương tự. Danh sách nộp bài giữa kỳ chưa thầy? À, sao ạ? À, alo, bài giữa kỳ à, không biết câu hỏi của anh là gì ạ? Bạn nó hỏi cái danh sách nộp bài thầy sợ sót cái rồi. À, các anh chị yên tâm đi ha, thì à, ở đây tôi cho các anh chị xem nè. Thì trên hệ thống của mình, tôi sẽ lấy cái tôi sẽ lấy cái danh sách từ trên cái hệ thống của mình ha. Đâu mất tiêu ở đây. Này. Này. Mình sẽ có 33 sinh viên, 33 học viên ha, 33 anh chị ở đây. Để tôi click cho. Rồi. Các anh chị thấy cái màn hình này chưa ạ? Là bạn Trần Hiếu Đạo là Nguyễn Hữu Nghĩa này ha. Tôi sẽ lấy xuống đồng loạt. Cho nên là chúng ta có 33 bạn ha. Rồi tôi sẽ lần lượt là tôi sẽ đánh giá, tôi cho điểm lần lượt từng bạn. Sau đó thì trên cái hệ thống quản lý của tôi đó, khi nào mà trung tâm liên kết đào tạo chuyển cái danh sách, tại vì bây giờ là mình là công nghệ thông tin hết rồi. Cho nên là trên cái hệ thống của tôi là có bao nhiêu học viên thì nó sẽ chuyển qua trong cái hệ thống quản lý điểm của tôi ha. Là tôi sẽ nhập trên đó, cho nên là các anh chị yên tâm đi, không có sợ phải sai sót đâu. Rồi, tôi nói cho các anh chị một một điều, các anh chị yên tâm là ngày 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 28 là cái ngày mình nộp cái bài tập cuối kỳ đúng không ạ? 28 tháng 12. Như vậy thì ngày chúng ta có 3 ngày là ngày 29, 30 và 31 ha. Thì trong 3 ngày đó tôi sẽ gửi cho các anh chị một cái danh sách điểm hoàn chỉnh luôn, là có điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ, điểm của từng học viên. Dĩ nhiên là tôi sẽ giấu lại cái tên ha, để đảm bảo là bảo mật thông tin đó, tôi sẽ giấu lại cái tên của anh chị, tôi chỉ để cái mã số sinh viên thôi. Tôi sẽ công bố lên trên cái group Zalo để cho các anh chị kiểm tra lại là những ai mà chúng ta có nộp bài mà chúng ta chưa thấy tên của mình ha. Thì chúng ta có thắc mắc gì đó thì chúng ta thắc mắc để tôi kiểm tra lại. Dĩ nhiên là tôi sẽ đối chiếu lại trên cái hệ thống danh sách sinh viên trên hệ thống của tôi nữa. Cho nên là các anh chị yên tâm chuyện đó ha. Rồi. Không biết còn câu hỏi nào nữa không ạ? À, để tôi kiểm tra trên hệ thống của tôi có chưa nè. Nhưng mà có danh sách các anh chị, tôi show cho các anh chị xem luôn ha. Để chúng ta xem coi mình có tên trên danh sách đó chưa. Tại vì tôi biết các anh chị nhiều khi mình cũng ở xa đó, nên nhiều khi có những cái chuyện mình thắc mắc, thì mình thắc mắc là lỡ như mà nó trễ hoặc là không kịp thời nữa thì
gây tâm lý lo lắng cho các anh chị thôi. Điều đó thì tôi hiểu cho nên là tôi kiểm tra luôn bây giờ. À đây. Nha, để tôi chia sẻ cho các anh chị cái file này ha. Rồi các anh chị nhìn vào đây coi có tên mình không ha. Đây là danh sách của lớp mình này ha. À, bạn Đạt nè, Đương nè, anh Hòa nè, Tiến Thịnh nè, Bá Lộc, Thanh Chương, Duy Khánh, Trịnh Thị Liễu ha, Viết Long, Đức Thịnh, Thanh Truyển, Quyền Trân, Hiếu Đạo, Hải Đăng, Dương Khang, Thành Minh, Hữu Nghĩa, Trần Nguyên, Văn Nhân, Thanh Quang, Hồng Sương, Văn Tâm, Ngọc Tấn, Huệ Thanh, Minh Uy, Phú Hiển, Vincent, Xuân Diệu, Kim Đồng, Quốc Chiến, Phong Hải, Vũ Hiếu và Khánh Phát. Tôi sẽ nhập điểm cho 33 bạn có trong danh sách này ha. Dĩ nhiên là phải có nộp bài cho tôi mới nhập điểm được nha. Còn không nộp thì thôi thua ha. Rồi, chú ý là chúng ta phải nộp bài tập cuối kỳ và bài tập giữa kỳ, nộp cả hai bài nha. Chỉ nộp một bài nhiều khi là chúng ta không 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 không, không đậu đó. Mà theo điều kiện thì chúng ta cũng không đậu, nộp một trong hai bài chúng ta không được ha. Rồi, không biết còn câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ không. Dạ, rồi. Như vậy thì thôi, nhưng nếu như mà chúng ta không có câu hỏi gì đó thì tôi cũng sẽ cố gắng là tôi sẽ đưa cái mẫu báo cáo cuối kỳ này lên trên hệ thống LD ha. Xong bữa nay tôi sẽ đưa liền. Rồi các anh chị cố gắng chúng ta làm, trong quá trình mà chúng ta làm đó, nếu mà có thắc mắc gì đó thì chúng ta trao đổi ha. Rồi, như vậy thì kết thúc khóa học rồi, thì tôi cũng chúc các anh chị là chúng ta học những môn khác thì chúng ta cũng thành công ha. Rồi, chúng ta cũng các anh chị là chúng ta học năm thứ mấy rồi, chúng ta sắp tốt nghiệp chưa? Dạ chưa thầy ơi, mới năm thứ hai. Năm thứ hai, nhưng mà chương trình học của mình là 3 năm hả? Dạ 3 năm rồi. 3 năm thì mình còn năm nữa ha. Nếu có duyên thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta gặp lại, tại vì chúng ta gặp tôi gặp các anh chị trong môn cơ sở dữ liệu rồi. Thì nếu như có duyên thì năm tới chúng ta gặp lại, còn nếu như mà chúng ta không có gặp lại, không có điều kiện gặp lại đó, thì tôi chúc các anh chị chúng ta sớm hoàn thành cái khóa học của mình ha. Rồi bây giờ thôi chúng ta mở cái video lên ha, để chúng ta nhìn nhau rồi chúng ta chia tay ha. Rồi, chúng ta mở 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 cam lên ha. Rồi. Chào thầy. Rồi, chào bạn. Rồi, chào các anh chị ha. Chúc các anh chị một buổi tối vui vẻ nha. Chào thầy. Chào Rồi, chào các anh chị. Rồi. cho thầy. Vui Chào thầy ạ.